ngon ghê không? Thử rồi nha, được á. Tuyệt vời đúng không? Ngon. Good. Cái này chấm phải được 89 điểm. Cái da mặn ngọt. Có thơm có. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review của mình nha. Thì còn những món cùng của Trung Quốc thì chúng ta sẽ đi tiếp luôn. Đó. Ok nha. Nói chung tận dụng hết mấy cái đồ nội tạng của mình đúng không? Ok nha, thử món này nha cả nhà nha. Các bạn đang cảnh cái món bao bao tử heo nè. Đó, rất là ngon ha. Đẹp không? Đó. Tiếng hoa không? À, hiểu gì hiểu nha. Đợt này đợt thứ tư năm mình review đồ Trung Quốc rất là nhiều rồi ha. Bạn nào quá quen cho đồ Trung Quốc ha. Bây giờ mình sẽ khui cho bạn xem nha. Đây. Khui nha, thử nha. Khui nào. Đây mình sẽ mở ra. Cái gì ngon nào. Đây, cắt nó cắt siêu mỏng luôn các bạn. Dễ sợ. Thử biết nha. Nó tử dai, đậm mùi, ăn ngọt, gia vị hơi nhiều, hơi nồng xíu nha. Nồng cái vị hồi quế hay là nói chung rất là nhiều gia vị, đinh hương, hảo quả, mà ngon. Thơm, dai dai, mà ăn được cho bữa thì ăn nó rất ngon. Dễ ăn, tuyệt vời quá, ngon người không? Mình nào mà ghiền mình vô bước ăn này đúng bài đúng bạn, cái cây đã ghê ghiền nêm rất là nhiều vị luôn. Ngon ghê không? Thử rồi nha, được á, tuyệt vời đúng không? Ngon. Good. Cái này chấm phải được 89 điểm. Cái da mặn ngọt có thơm, có hơi thơm thơm lòng luôn. Cái cây dễ ăn, tuyệt vời. Good luôn á, ngon. Chị mèo không nghe luôn nè, có xíu mà cay, ăn ngon, đậm đà, thơm, dễ ăn á. Cái này là món bao tử heo, vừa đậm đà, vừa thơm, vừa cay, ngon, thơm cay. Cái này có 1.85, ngon nha, đẹp thật, ăn dễ ghiền, cay dai á, dai dai ăn với cơm, ăn nhậu tuyệt vời, ngon. Đáng thử nha, tuyệt vời quá.